tiểu sử ca sĩ Dương Hồng Loan. Không sân khấu với giá vé hàng triệu, không MV hay CD hoành tráng, họ là những ca sĩ có chất giọng thiên phú, theo đuổi dòng nhạc bolero với các sản phẩm được đăng tải trên các trang mạng, nhưng có lượng người nghe khủng, không ít sản phẩm được các tay in lậu nhân bản để thu lợi nhuận. Vì thế dù phần lớn không có xuất phát điểm từ các cuộc thi đình đám trên màn ảnh nhỏ hay có những live show riêng trên các sân khấu lớn, họ vẫn luôn đắt show và tên tuổi dần trở nên quen thuộc với nhiều khán giả, hình thành nên dòng chảy ngầm nhưng sôi động dành cho công chúng đam mê bolero. Trong khi nhiều live show game show về bolero hưng thịnh rồi thoái trào, thì các giọng ca này vẫn vang khắp các hang cùng ngõ hẻm với chất giọng trong trẻo ngọt ngào nhưng thẩm thấu được đậm chất tình sâu lắng, Dương Hồng Loan đã chinh phục được khán giả của dòng nhạc bolero. Quê hương trữ tình trong nhiều năm qua, con đường vào nghề của nữ ca sĩ cũng không ít gian nan, nhưng nhìn về quá khứ, cô luôn xem mọi thứ nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay. Từ đây, nữ ca sĩ đã thành công nhất định trong sự nghiệp và có trong tay một gia đình hạnh phúc, tròn vẹn. Ca sĩ Dương Hồng Loan sinh ngày 24 tháng 2 năm 1980 tại xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, thấm nhuần linh hồn của mảnh đất miền Tây phù sa bồi đắp, những dòng sông ruộng đồng. Cô mang một tâm hồn giàu cảm xúc, yêu quê hương vào từng lời ca, câu hò, điệu lý. Âm sắc trong trẻ ngọt ngào của một người con gái miền Tây, mộc mạc nhưng đầy truyền cảm, đã làm say đắm bao trái tim khán giả, rất hợp để hát những bài nhạc trữ tình, những làn điệu dân ca hay những bài hát mang âm hưởng dân ca. Là gương mặt quen thuộc của khán giả yêu dòng nhạc bolero, nhưng ít ai biết rằng để có được thành công như ngày hôm nay, cô sinh viên ngành công nghệ thông tin đã phải nuôi dưỡng đam mê bằng những đêm diễn ở các quán trà nhỏ quanh thành phố với số tiền cachet ít ỏi. Sự nghiệp ca hát của ca sĩ Dương Hồng Loan bolero. Yêu ca hát nhưng chưa xác định rõ hướng đi, năm 18 tuổi Dương Hồng Loan rời quê hương lên Sài Gòn, học đại học và chọn ngành công nghệ thông tin. Cuộc sống bộn bề nơi đất khách tuy vất vả, nhưng cô luôn tâm niệm sẽ tự mình nỗ lực vươn lên, chứ không nhờ đến sự giúp đỡ của ai, lại càng không nhận của ai sự hỗ trợ nào về mặt tài chính. Nên bên cạnh những giờ học ở giảng đường, cô tìm việc làm thêm trang trải và giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Một lần cô đọc được bài tuyển dụng người đi hát ở các quán ăn uống trong khu vực Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nên liền đăng ký ứng tuyển và được chủ phòng trà ký hợp đồng biểu diễn. Dương Hồng Loan một thời gian sau đó đã chạy show ở các làng nướng, quán ăn, quán nhậu, được các anh chị yêu mến và giới thiệu đi hát thêm, đều đặn ở các đám cưới. Chính bước ngoặt này đã giúp cô dần định hướng trong con đường đi rõ ràng trong âm nhạc. Khi đi hát ở quán ăn làng nướng hơn một năm, tôi có quen với mấy anh chị biên tập ở đó, họ giới thiệu cho các show hát đám cưới. Ban đầu cắt xê là 30.000 đồng rồi lên 50.000 đồng trên một show. Từ khi có show đám cưới cố định, tôi không hát ở quán ăn nữa mà đi học thanh nhạc. Nhờ vậy mà tôi biết thêm về kỹ thuật lấy hơi, nhận biết hát sai lỗ chính ở chỗ nào. Không như ngày trước chỉ hát theo bản năng, Dương Hồng Loan tiết lộ. Số tiền cô dành dụm rồi mua một chiếc xe máy nhỏ để đi cùng người bạn đồng hành, rong ruổi khắp nơi. Lúc bấy giờ nhiều khi cô phải ngồi đợi rất lâu mới đến lượt mình hát, thậm chí có nơi còn tính tiền cát xê là 70% số tiền khán giả tặng kèm với hoa. Bằng sự nỗ lực bền bỉ của bản thân, dần dần giọng ca Dương Hồng Loan chính thức được nhiều người biết đến và mến mộ. Cô được mời biểu diễn ở các sân khấu lớn và chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Sau một loạt các ca khúc mà cô thể hiện nhận được sự quan tâm của đông đảo người dùng mạng xã hội, cô thử mình làm MV đơn giản rồi tạo tài khoản người dùng trên các trang nghe nhạc trực tuyến để tải lên cho mọi người nghe. Thành quả là nhiều video đạt đến hàng triệu, chục triệu lượt xem trên YouTube, khiến cho cô vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Ngoài ra, giọng ca của cô vượt ra hải ngoại, được ái mộ và lưu diễn 20 nước châu Âu và Mỹ. Tính đến nay, nữ ca sĩ đã có gia tài âm nhạc là 9 album và biểu diễn rất nhiều ca khúc ấn tượng trong lòng khán giả như Áo Mới Cà Mau, Duyên Phận, Hoa Tím Người Xưa, Nhớ Người Tình Xa. Dù đã thành danh, cô vẫn giữ tính cách gần gũi mộc mạc và không dùng chiêu trò lăng xê hay scandal để đổi lấy sự chú ý của công chúng. Do vậy mà cô luôn được tình cảm yêu mến của đông đảo người hâm mộ, nghe dòng nhạc bolero và được mời đứng chung sân khấu với nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Chế Linh, Quốc Đại, Trường Vũ, Dương Ngọc Thái, Lưu Chí Vĩ. Cuộc sống đời thường của ca sĩ Dương Hồng Loan. Khi được hỏi về đời tư, cô khá kín tiếng về mọi việc của bản thân mình. Cô chưa bao giờ chia sẻ về gia đình với báo chí, chỉ tiết lộ rằng trước khi đi hát, cô đã có tình yêu đầu tiên và duy nhất. Hai người kết hôn sau 10 năm tìm hiểu.
Về ông xã gắn bó hơn 20 năm, nữ ca sĩ tỏ ra đầy tự hào. Được biết chồng của cô tên là Hoàng, một người cùng quê ở Đồng Tháp, vốn là người hâm mộ giọng hát của cô. Vì mến mộ giọng hát của tôi mà anh quyết tâm theo đuổi, lúc đó tôi chỉ mới học cấp 3 còn anh đi học trên Sài Gòn. Thấy anh hiền nên mẹ tôi cũng thương và cho phép hai đứa yêu nhau. Từ khi lên Sài Gòn học đại học, một tay anh chăm sóc trở đi thi, đi học và đi hát, anh là mối tình duy nhất của đời tôi. Dương Hồng Loan thừa nhận có khá nhiều khán giả yêu mến giọng hát, vẻ ngoài xinh đẹp và tính cách hiền lành nên họ muốn tiến xa hơn với cô. Đáp lại, nữ ca sĩ nhẹ nhàng nói lời cảm ơn và chia sẻ tôi đã có chồng. Từ những ngày tháng cơ cực cho đến khi cuộc sống tốt đẹp hơn, mọi người vẫn nhìn thấy hình ảnh một nữ ca sĩ chuyên mặc áo dài, ngồi sau một người đàn ông trên chiếc xe máy bình dân, đó là Dương Hồng Loan và ông xã. Dương Hồng Loan hiện là một trong những cái tên phủ sóng mạnh ở thị trường. Nữ ca sĩ nhận được nhiều lời mời từ các hội chợ thương mại, biểu diễn cho các nhãn hàng. Cô vui mừng bộc bạch, tôi nhận được khá nhiều show như thế, kín lịch cả tháng. Hát lần đầu, được bầu show gọi tiếp lần thứ hai, lần thứ ba. Tôi không dám tự hào về năng lực của bản thân, chỉ thầm mãn nguyện là sự cố gắng đã được đền đáp xứng đáng. Tôi may mắn bởi so với nhiều đồng nghiệp, tôi không quá nổi bật trên mặt báo, nhưng lại được show đều đặn liên tục. Dương Hồng Loan cũng là giọng ca đang được ưa chuộng ở nước ngoài. Nữ ca sĩ đã đi lưu diễn hơn 20 nước, châu Âu và châu Mỹ. Giọng ca gốc Đồng Tháp đã mang lại một làn gió mới, không cần cầu kỳ, diễm lệ mà khiến khán giả lưu luyến khôn nguôi bởi chất dân dã mộc mạc của một bông hoa đồng nội. Sân khấu lớn hay nhỏ không quan trọng, miễn là nơi nào có khán giả sẽ có Dương Hồng Loan.